Hello, xin chào tất cả mọi người đang đến với Studio Ma Hải Long nha, nhà phân phối mic livestream trên toàn quốc cũng như là ở Hàn Quốc. Và trước khi đến với cái buổi tư vấn sản phẩm ngày hôm nay thì em xin được test cho mọi người một ca khúc nha. Đây nha mọi người, hiện tại trên tay của em đang là một chiếc điện thoại nha. Em sẽ lấy nhạc trực tiếp bằng chiếc điện thoại này. Bây giờ em sẽ test một ca khúc cho mọi người, gửi đến mọi người ca khúc Áo Mới Cà Mau nha. Đây nha. Không tới về để nói với nhau mấy lời, xuôi mái chiều sông ông đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghé ngày đêm không ngừng, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về khi nghe sắc xe tim tôi, chừng nào về năm căn nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau, mai mốt Cà Mau em lớn tuy uống mà xưa xoắn đẹp hơn. Không khó mà chỉ khó có sông vắng đò, em đứng mình ơn môn hương, duyên dáng mười khách lạ ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, vì Cà Mau là thấy thương em rồi. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hiện vừa rồi thì Hoài Trinh đã vừa test một cái ca khúc cho mọi người. Mọi người ơi, em đang sử dụng cái bộ sao cạc H9 mic BM900 như thế này nha. Như mọi người cũng đang thấy thì khi mà sử dụng cái mic BM900 như thế này thì em có thể để xa 20-30cm, nhưng mà mic vẫn cực kỳ bắt và âm thanh của nó cực kỳ trong to và rõ luôn nha. Và riêng đối với cái bộ H9 này thì nó cực kỳ là nhiều các chức năng luôn, như là tiếng vỗ tay này mọi người, tiếng cười, hoặc là có thể chỉnh từ tiếng người già sang tiếng người trẻ cũng được luôn nha mọi người. Và quan trọng hơn hết, và một cái chức năng mà Hoài Trinh nghĩ là mọi người đang cực kỳ tìm kiếm trên thị trường, đó chính là chức năng chỉnh autotune nha. Thì riêng đối với cái bộ sao cạc H9 này, nó cũng có phần mềm chỉnh autotune cho mọi người luôn. Và đặc biệt hơn nữa là cái bộ này sẽ lấy nhạc bằng Bluetooth nha mọi người. Đó là một vấn đề mà Hoài Trinh nghĩ là rất là nhiều các khách hàng đang quan tâm nha mọi người ơi. Hàng ngày thì shop Mai Hải Long Studio đều có nhân viên hoặc là sếp của cửa hàng sẽ livestream trực tiếp trên fanpage của Mai Hải Long Studio để cho khách hàng lúc nào cũng được kết nối trực tiếp với shop 24/24 nha mọi người ơi. Và một lần nữa em xin nhắc lại cho mọi người giá công khai của bộ mic này, đó là bộ H9 mic BM900 giá công khai là 1,3 triệu một bộ bao ship nha. Nếu như anh chị nào thực sự quan tâm đến cái bộ mic livestream này thì có thể liên hệ trực tiếp bằng số điện thoại phía bên dưới, hoặc là có thể inbox trực tiếp đến cho shop, lúc nào cũng có nhân viên hoặc sếp của cửa hàng sẽ trả lời trực tiếp các câu hỏi của các anh chị nha. Và nếu như các anh chị nào chưa có ý định mua mic thì mọi người cũng có thể vào livestream hàng đêm của shop để có thể giao lưu trực tiếp trên live, hoặc là có thể inbox để biết thêm về cái dòng sản phẩm này nha. Mọi người ơi, không tìm đâu ra một bộ mic hay như Studio Mai Hải Long đâu ạ. Xin rất là hy vọng các anh chị sẽ quan tâm đến cái bộ mic livestream này của bên em. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha.